Chào mừng bạn đã quay trở lại. Từ khi DJI Neo ra mắt thì đã có rất nhiều người thắc mắc rằng liệu chiếc máy này có thể bay được như là FPV drone không? Và dĩ nhiên, đây chính xác là một chiếc drone. Ngoài khả năng kết nối với ở tay RC-N3 trong combo ra thì DJI Neo cũng có thể kết nối với ở kính Goggle 3 và tay RC Motion 3. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn kết nối DJI Neo với kính Goggle 3 cùng RC Motion 3 và cùng bay thử xem nó như thế nào nhé. Đầu tiên, bạn hãy bật DJI Neo, kính Goggle 3 và tay cầm RC Motion 3 bằng cách bấm một lần rồi bấm giữ nút nguồn trên các thiết bị. Trong quá trình liên kết, bạn lưu ý hãy để các thiết bị gần nhau trong bán kính khoảng 50cm. Trong phần hiển thị của Goggle 3, bạn hãy vào phần menu, chọn Status, sau đó chọn tùy chọn Switch ở phía trên, rồi chọn vào DJI Neo. Sẽ có một bảng thông báo xác nhận chuyển đổi thiết bị hiện ra, bạn hãy chọn vào Switch. Tiếp theo, bấm giữ nút nguồn của Neo cho tới khi kêu beep một lần và đèn LED nhấp nháy liên tục. Bấm giữ nút nguồn trên kính Goggle 3 cho tới khi có tiếng beep kêu và đèn nháy liên tục. Khi này, hai thiết bị sẽ tự động tìm và kết nối với nhau. Và khi hoàn tất liên kết thì kính Goggle 3 sẽ ngừng kêu và đèn LED sẽ hiển thị mức pin như bình thường. Khi này thì kính sẽ hiển thị nguồn cấp dữ liệu truyền từ drone. Để kết nối Goggle 3 với RC Motion 3, bạn hãy một lần nữa bấm giữ nút nguồn trên kính cho tới khi có tiếng beep kêu liên tục và đèn LED bắt đầu nhấp nháy. Nhấn và giữ nút nguồn trên tay RC Motion 3 cho tới khi đèn LED nhấp nháy và cũng có tiếng beep kêu liên tục. Khi kết nối thành công thì cả hai thiết bị sẽ ngừng kêu và đèn LED sẽ hiển thị mức pin như bình thường. Đã hoàn tất kết nối, bây giờ thì DJI Neo có thể quan sát thông qua kính Goggle 3 và điều khiển bằng tay RC Motion 3 y hệt như FPV drone. Các thao tác bay thì cũng giống với DJI Avatar 2. Nếu bạn chưa rõ về các nút và cách thao tác trên điều khiển này thì hãy xem lại video hướng dẫn DJI Avatar 2 của chúng mình nhé. Đối với mình, bay theo cách này thú vị hơn so với bay với tay cầm RC N3 như thông thường. Cảm giác thao tác bằng tay RC Motion 3 vẫn tiện hơn, tạo cảm giác thoải mái hơn, giúp phản ứng nhanh hơn, rất phù hợp với các thiết bị FPV drone. Nhờ vào ngoại hình siêu nhỏ của Neo thì bạn cũng có thể lái nó bay loanh quanh ở trong nhà hoặc ở những khu vực hẹp mà Avatar 2 khó để chen vào. Nhưng lưu ý rằng chiếc drone này không có cảm biến đa hướng nên nó sẽ không thể tự né bất cản, nên yêu cầu bạn phải lái chắc tay một chút. Nếu muốn trải nghiệm hay là tập lái FPV thì Neo sẽ là con máy khá hợp lý, có thể kết nối dễ dàng với nhiều loại điều khiển mà giá thành lại khá rẻ. Còn đối với anh em nào đã có DJI Avatar 2 rồi thì cũng có thể mua thêm con này để backup cũng rất ổn. Chỉ cần mua bản body riêng tầm 5 triệu để trải nghiệm mà thôi. Vậy đó là cách kết nối DJI Neo với bộ đôi kính Goggle 3 cùng tay RC Motion 3. Kết nối theo cách này thì bạn có thể bay DJI Neo hệt như là bay Avatar 2 vậy. Và bạn nghĩ sao về cách kết nối như thế này? Hãy để lại ý kiến nhé. Và cũng đừng quên bấm like và subscribe cho chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.